Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua chưa năm nào cả ba miền Bắc Trung Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Những ngày tới, đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng nắng nóng. Những ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây. Với tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, từ nay cho đến khoảng 30 tháng 4, Bắc Bộ sẽ nắng nóng gay gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Bắc Bộ từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ 37 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 26 đến 30 tháng 4 nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt độ cao 35 đến 37 độ C có nơi trên 38 độ C. Dự báo sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, trong 1 đến 2 ngày đầu tháng 5 năm 2024, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Ở Bắc Bộ, giai đoạn từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 5, khả năng xuất hiện mưa rào và rông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam có xu hướng xuất hiện gây mưa rông. Giai đoạn những ngày đầu tháng 5 năm 2024 ở miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng rông lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo xa hơn, từ nay cho đến tháng 6, trọng tâm là tháng 5, là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ, nên các hiện tượng rông mạnh kèm lốc, xét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều nhất trong năm. Ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận rông lốc kèm, lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.